Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong em ở cái bài 34 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở cái bài 35. Đó chính là các tác dụng của dòng điện xoay chiều, đo cường độ và hiệu đựng thế xoay chiều, được chưa nào? Thì bài này trong sách giáo khoa thầy đã quay cho các em rồi. Các em cứ vào xem sách giáo khoa trước, sau đó chúng ta mới học tới sách bài tập. Cái quy trình học là như thế em nhé. Chúng ta không 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 được xem sách bài tập trước rồi mình xem sách giáo khoa thì nó phản khoa học. Hiểu chưa? Giờ chúng ta phải có các cơ bản trước cái nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang trong cái bài này nó gồm có 10 câu em. Thầy cũng sẽ chia thành hai clip các em nhé, chia thành hai clip để thầy quay và hướng dẫn cho các em. Ta đi sang câu số 1. Trong thí nghiệm ở hình 35.1 ở đây em. Có hiện tượng gì xảy ra khi kim 500 với kim 500, cái kim 500 là cái này nè em. Đây là cái kim 500 thì nó có thể quay. Đây là cực bắc và đây là cực nam của kim 500 đó nè. Có hiện tượng gì với kim 500 này khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào 500 điện. Đây là một cái 500 điện này. Đây là khóa K. Khóa K hiện tại đây là đang gì? Đang mở nè. Em hiểu nè. Như vậy thì theo em thì khi mà chúng ta ở đây này, chúng ta lưu ý này. Đổi chiều dòng điện chạy vào cái 500 điện, đổi chiều ha. Nhưng mà chúng ta được học ở trong cái bài 35 thì chúng ta đã biết rằng là cái lực từ nó đổi chiều khi gì? Khi dòng điện đổi chiều. Như vậy thì khi mà ta đổi chiều dòng điện chạy vào 500 điện này này thì cái kim 500 này nó sẽ quay như nào? Bình thường ví dụ như nó đang quay theo cái chiều này. Được chưa? Gọi đang quay theo chiều kim đồng hồ đi. Khi chúng ta đổi chiều dòng điện vào cái 500 điện này thì lực từ nó sẽ đổi chiều. Mà lực từ đổi chiều thì cái kim 500 này bây giờ nó quay theo chiều kim đồng hồ thì bây giờ nó sẽ quay ngược chiều lại, như là ngược chiều kim đồng hồ. Em hiểu chưa nào? Ở đây kim 500 vẫn yên này sao? Kim 500 quay một góc 90 độ, kim 500 quay ngược lại, kim 500 bị đẩy ra. Đây, em thấy nè, kim 500 quay ngược lại. Như vậy thì đáp án chính xác ở đây là chính là đáp án C. Các em hiểu tại sao mà chúng ta chọn đáp án C chưa nào? Thầy có sự giải thích nên chúng ta học chúng ta rất là dễ hiểu. Chứ không phải đùng vào cái là chọn đáp án C là chúng ta không có biết gì đâu. Mà cái bài 35 trong sách giáo khoa thì chúng ta đã được học phần lý thuyết rồi. Ta đã nắm rồi. Các em nói thế nào? Ta đi sang câu số 2 nhé. Rồi, ta đi sang câu số 2. Các em thấy rõ chưa nào? Trong cái thí nghiệm ở hình 35.2 đây em, có hiện tượng gì xảy ra với cái kim sắt này, cái kim sắt khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào 500 điện. Đây 500 điện này chúng ta đổi chiều. Như vậy chúng ta biết rằng là cái dòng điện xoay chiều ấy, nó có tác dụng gì em? Ta được học nó có ba cái tác dụng: tác dụng nhiệt, tác dụng quang và tác dụng từ, có đúng không? Thì ở đây chúng ta vận dụng tác dụng từ này. Khi mà chúng ta đổi chiều cái dòng điện chạy vào cái 500 điện này thì cái dòng điện xoay chiều nó vẫn có tác dụng gì em? Nó vẫn có tác dụng từ. Khi mà nó có tác dụng từ thì chắc chắn nó sẽ như thế nào? Nó sẽ hút cái kim sắt này vào. Khi mà kim sắt này nó tiến lại gần cái 500 điện này. Các em hiểu không nào? Như vậy thì kim sắt nó sẽ bị hút. Như vậy khi chúng ta đọc bốn đáp án này thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Đó chính là đáp án A. Ok, kim sắt vẫn bị hút như trước nha. Hiểu nè. Ta tiếp tục đi sang một câu trắc nghiệm nữa, đó chính là cái câu 35.3. Rồi ta đi sang bài 35.3 em. Có hiện tượng gì xảy ra với miếng 500? Miếng 500 này thế mà. Đây là cực bắc, đây là cực nam, đây là miếng 500 này. Đây là 500 điện này, thấy không? Khi cho dòng điện xoay chiều chạy vào 500 điện ở hình 35.3. Đấy. Rồi không nào? Đấy. Cái lá thép ở đây đàn hồi nghĩa là nó có thể áp sát vào hoặc là đẩy ra. Đàn hồi nghĩa là nó như này. Đó, thấy không? Nghĩa là rất là mỏng nha. Nó khả năng đàn hồi được. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây các em thấy là cái điều kiện chúng ta ở đây là cho dòng điện xoay chiều chạy vào cái 500 điện này
Và khi đó các em sẽ thấy được cái hiện tượng gì nó xảy ra đối với cái miếng 500 này. Thì người ta biết rằng là cái lực từ nó sẽ đổi chiều khi dòng điện đổi chiều. Như vậy thì khi mà người ta cho cái dòng điện xoay chiều nó chạy vào cái 500 điện này thì cái lực từ nó như thế nào các em? Lực từ nó đổi chiều, nó đổi chiều liên tục và làm cho cái miếng 500 này này nó như nào, nó luân phiên bị 500 điện hút và đẩy, hút rồi đẩy, hút rồi đẩy, các em có hiểu không? Nó đổi chiều một cách liên tục và luân phiên với nhau đó, đó chưa? Như vậy thì nó sẽ hút vào, sau đó nó đẩy ra, hút vào đẩy ra, hút vào đẩy ra. Như vậy thì ở đây miếng 500 bị 500 điện hút chặt, miếng 500 bị đẩy ra, miếng 500 đứng yên, miếng 500 luân phiên, đây 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 đây, luân phiên bị 500 điện hút với lại đẩy, hút vào và đẩy ra luân phiên, cái hiểu nào? Như vậy thì ở đây chính xác là đáp án D, được chưa? Ta sẽ đi sang cái câu 35.4 em nhé. Ok, rồi chúng ta sẽ đi sang câu 35.4 nha. Ok, cái đề bài như sau em: đặt một dây dẫn thẳng song song với cái trục nam bắc của một kim 500 ha, đứng cân bằng. Nhớ cái điều kiện ở đây là đứng cân bằng nha. Có hiện tượng gì xảy ra với kim 500 khi cho dòng điện xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia chạy qua dây dẫn? Ta hình dung ví dụ kim 500 đây thì dây dẫn đây, hai anh đang song song với nhau và chúng ta sẽ lấy cái nguồn điện này là từ cái lưới điện quốc gia chạy qua, cho chạy qua cái dây dẫn này song song với kim 500 á. Ta hình dung được không nào? Giải thích hiện tượng. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng là cái dòng điện mà lấy từ lưới điện quốc gia là dòng điện gì? Các em, đó chính là dòng điện xoay chiều. Do đó từ trường khi mà cái dòng điện chạy qua dây dẫn á, nó tạo ra xung quanh, đó chính là gì các em? Đó chính là từ trường biến thiên một cách liên tục. Nên là cái lực từ nó sẽ tác dụng lên cái gì? Cái kim 500 nằm bên cạnh này, nó bị đổi chiều một cách liên tục. Nên là nó dẫn tới là kim 500 này nó sẽ bị gì? Nó sẽ bị dao động. Nó bị dao động. Cái này chính là chúng ta có thể trình bày vào như sau: cái dòng điện lấy từ lưới quốc gia là dòng điện gì em? Là dòng điện xoay chiều, được chưa nào? Do đó từ trường khi dòng điện chạy qua dây dẫn nó sẽ tạo ra xung quanh, và đó chính là gì em? Đó chính là cái từ trường biến thiên liên tục ha. Đây là từ trường biến thiên liên tục, các em rõ chưa nào? Từ đây chúng ta sẽ suy ra cái lực từ tác dụng lên cái kim 500 bị đổi chiều liên tục, đó chứ nào? Nên là nó sẽ dẫn đến là kim 500 nó sẽ như nào, nó sẽ bị dao động em nhé, nó sẽ bị dao động, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số 5 em nhé, câu số 5. Ok, rồi chúng ta sẽ đi sang câu 35.5 em. Hãy vẽ sơ đồ bố trí một thí nghiệm để nhận biết xem cái dòng điện chạy qua dây dẫn là dòng điện một chiều hay là dòng điện xoay chiều. Thì chúng ta hiểu về nguyên lý của nó thì chúng ta sẽ bố trí rồi thôi. Đây thầy lấy một cái ví dụ cho cái hình này cho nó rõ đấy, cho thầy vẽ thì nó xấu lắm nha. Chúng ta vẽ cái hình này nha. Bây giờ chúng ta sẽ nêu ở hai tình huống xảy ra, khi nào nó một chiều và khi nào nó là xoay chiều các em nhé. Ở hình này nha,
chúng ta vẽ thành cái hình này vào, có được không nào? Đó, như vậy thì nếu ở trường hợp này, nếu mà cái miếng 500 này này, cái miếng 500 này nó liên tục bị 500, cái 500 điện này nó hút đẩy, còn nó sẽ dao động, thì dòng điện chạy qua 500 này chính là dòng điện xoay chiều. Còn nếu như miếng 500 này mà bị anh này hút chặt luôn, hoặc là đẩy ra cho nó không dao động, thì cái dòng điện chạy qua cái 500 điện này đó chính là dòng điện một chiều. Các em hiểu chưa? Chúng ta vì cái hình này vô là các em sẽ thấy rõ nhất nha. Như vậy thì ở đây trường hợp thứ nhất này, nếu nếu cái miếng 500 liên tục bị 500 điện hút này đẩy liên tục em, nên là nó sẽ tạo gọi là dao động, có được nào? Thì khi đó chúng ta suy ra cái dòng điện, cái dòng điện qua cái 500 điện này, qua cái 500 điện là dòng điện gì em? Là dòng điện xoay chiều, đúng không nào? Còn nếu cái trường hợp mà cái miếng 500 này nó bị đẩy ra hẳn luôn, hoặc là bị hút vào chặt, thì nó chính là dòng điện một chiều. Thầy nói như vậy các em có hiểu nè. Nếu miếng 500 thôi nè, nếu miếng 500 bị 500 điện hút nè đẩy, đó nè, hút đẩy, ở đây các em ghi hoặc đây hút hoặc là đẩy đó. Thì suy ra cái dòng điện qua 500 điện là dòng điện xoay chiều. Được chưa? Các em hiểu không? Bài câu số 5 nha. Còn cái hình là chúng ta vẽ cái hình 35.3 vào trong vở. Được chưa? Rồi, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục ra cho các em bài 36. Còn những bài kia thầy sẽ up trên kênh không công khai. Nên các em nên đăng ký khóa học online để mà nhận đầy đủ các đường link, coi như ủng hộ thầy. Các em nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy nha. Chia sẻ bài giảng cho thầy rồi đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông nha. Ok, cảm ơn em, bye bye nha.